tiệm tạp hóa này. Ngồi trên kia là họ đang nhậu quá trời. Mua đồ xong rồi nha anh em, giờ đi về thôi. Ngoài kia họ đang sinh nhật, hắc quá trời luôn. Ok đi thôi. Xin chào tất cả các bạn mà đến với channel của mình. Thì hôm nay thì mình sẽ ăn tối mấy cái món mà nãy giờ mình làm xong rồi nha các bạn. Đây, đây là chả giò này. Này, đây là phồng tôm. Đây là trứng thịt luộc với một đống rau luôn. Đây mình đã giả trứng mắm số 1 luôn. Đây, đây là có bún nữa nha. Hôm nay thì mình sẽ uống kèm với nước Sprite nha các bạn. Trước khi ăn mình sẽ uống này. Rồi. Giờ mình sẽ ăn kèm bún với thịt trước nha. Múc bún nè. Bún mua dữ lắm. Rồi. Đây là một xíu thịt này. Đây là thịt luộc nha. Giờ mình sẽ ăn mắm với bún trước, chút nữa mình sẽ cuốn bánh tráng mình ăn nha bạn. Xì bún ngon nha. Rồi mời các bạn nha. Nước mắm thì nó ngọt ngọt cay cay, nó khá là ngon nữa mọi người. Thịt thì kiểu nó vừa chín tới á. Bây giờ mình sẽ mình đã chuẩn bị ở đây bánh tráng với nước này. Nước đây là mình để làm cho bánh tráng mềm nha. Đó mình sẽ để bên này nha. Giờ mình sẽ cuốn một cái miếng thập cẩm to ăn vẫn ngon nha. Này, bún này. Đây, đây là chả giò nha. Này, nãy mình chiên rất là lâu luôn. Thì mình sẽ ăn miếng chả giò không thử. Giòn nha bạn. Đây có trứng nè. Có đây chút sẽ ăn riêng nha. Rồi. Mời bạn nha. Cay quá bạn ơi. Nãy mình giả trứng mắm này bỏ hơi nhiều ớt trên này rất cay luôn. Nhưng mà mình cuốn cái miếng thập cẩm này rất là ngon. Đây chả giò này, nãy mình chiên nó rất là giòn luôn. Đây,
trong thì nhân thịt nha. Bạn mới béo lắm. Bây giờ mình sẽ ăn thêm miếng nữa nha. Cần ăn thêm miếng khác. Cuốn miếng tật tông. Thank you.
Giờ nãy giờ ăn xong hết rồi nha các bạn. Giờ mình sẽ ăn mặn nè. Có 11 cái thố mặn. Chắc là tử nha. Nữa nha. Mặn nó xanh xanh mà rất là ngọt nha các bạn ạ. Các màu đào ạ. Nè các bạn nha. Nãy giờ ăn một đống đồ ăn luôn. No lắm nhá hả? Đó thì cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Đừng quên đăng ký kênh, like, subscribe, chia sẻ để mình có thêm động lực làm thêm nhiều video hay nữa nha. Xin chào mọi người.